Và kính thưa quý vị, vị diễn giả kế tiếp của chương trình ngày hôm nay là một người khách đến từ phương xa. Ông là người đã sáng lập và điều hành hội New Hope Media Network chuyên hoạt động cho công ích xã hội trên khắp toàn nước Mỹ. Và ông cũng là một radio talk show host rất là thành công. Ông chuyên giảng về sự cứu rỗi của Thiên Chúa trên đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta và một số đài phát thanh Việt ngữ khác. Ông cũng từng tổ chức những buổi nói chuyện với cộng đồng người Việt tại địa phương cho thi sĩ Nguyễn Trí Thiện lúc còn sinh thời. Xin chúng ta chào đón giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình đến từ Oregon. Lời đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý quan khách. Cũng may chúng tôi không phải là một ca sĩ cho nên cũng không ngại mấy, vì chúng tôi bị cảm. Tuy nhiên cũng cố gắng tối đa để có thể nói những gì mà ban tổ chức mong đợi chúng tôi trình bày ngày hôm nay. Trong vị trí xã hội, thưa quý vị, tôi là một công dân Việt Nam. Nhắc đến Việt Cộng thì cho phép tôi được sử dụng một vài từ ngữ mà tôi tin rằng nó cần thiết để chúng ta minh định về cái vai trò, cái vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin được gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái nhà nước côn đồ, là tập hợp của một bọn cướp căn cứ vào những cái hành động cướp của giết người của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi cho phép tôi nói như vậy. Nhiều người đã khuyên tôi là mình có chống cộng thì cũng phải văn minh một chút xíu, và họ khuyên tôi là anh là giáo sĩ, anh là người Thiên Chúa giáo, anh nên biết là Kinh Thánh đã không cho chúng ta chống chính quyền. Tôi nói các ông bà đã lầm. Các ông bà đã giảng một lẽ đạo không hề có trong Thánh Kinh. Lẽ đạo đó là gì? Lẽ đạo đó là vỗ ngực tự hào rằng tôi là người tin lành, hay là tôi là người Công giáo, tôi không muốn dính dáng đến chính trị. Xin thưa, không. Kinh Thánh không dạy như vậy. Kinh Thánh dạy con dân Chúa phải tuân phục một nhà cầm quyền biết lo cho dân. Chẳng những vậy, Kinh Thánh còn khuyến cáo rằng chúng ta chỉ kính kẻ đáng kính, trọng kẻ đáng trọng, và căn cứ vào những gì đã được chép trong sách Roma 13. Cô khích lệ quý vị nào Thiên Chúa giáo về xem lại đoạn Thánh Kinh đó để thấy rằng sách Roma 13 không hề dạy con dân Chúa là đi đầu phục một cái đảng cướp như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tôi có cái kinh nghiệm, hay là tôi có Oregon để nói chuyện với đồng bào Oregon và tố cáo tội ác Việt Cộng, thì trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau tại nhà tôi, than phiền liên tiếp có nhiều người đã đất nước mình nó là tàn tệ như vậy mà cứ viết ba cái lăng nhăng vớ vẩn, thì ông ngồi trầm ngâm một hồi. Tôi không rõ là ông sáng tác lâu hay chưa hay là mới đó, nhưng mà ông nói anh Bình, tôi có bốn câu thơ tôi tặng cho anh. Ông phải đọc: đất nước xa vào một hầm trông, ta lòng nào viết đất lông bông, tả cái đùi cái ngực cái mông, tán cụng mây trời hoa lá biển vông. Tôi nhớ ngược hai câu chót. Cho nên trước khi thi sĩ Nguyễn Trí Thiện lìa trầm thì cũng may là tôi có gọi cho ông, tôi nói anh Thiện à, lúc ở nhà em anh có đọc bốn câu thơ mà anh đọc gì có đúng không? Ông nói đúng, nhưng mà hai câu chót đó bạn phải đổi lại mới đúng. Thì cái câu mà tôi vừa đọc và quý vị vừa nghe đó là bốn câu thơ là đúng. Thưa quý vị, tại sao tôi thích nhắc tới thơ Nguyễn Trí Thiện hơn là đáo?
Tôi nhớ là năm thập niên, đầu thập niên 80, khi tôi đến Hoa Kỳ, tôi bắt đầu đi học và đi làm toàn thời gian. Và tôi chỉ mong là học làm cho lẹ, ra trường cho nhanh, tạo nhà cho sớm, có tiền trong nhà bán cho nhiều, để mình lo cho gia đình ở Việt Nam và lo cho bản thân của mình. Thì tình cờ tôi đọc được bốn câu thơ của nhà thơ Bác Phong. Tại sao đang nói chuyện thơ của Sĩ Quý Chí Thị mà tôi lại nói nhà thơ Bác Phong? Bốn câu thơ của nhà thơ Bác Phong đã làm cho một thanh niên cách đây hơn 30 năm rung động. Bốn câu thơ đó là gì? Lúc máu người khác đổ, xương người khác phơi, ta cứ lo hưởng thụ đi thôi, để kẻ thù gây thêm tội ác. Thanh niên Hồ Đức Bình đã thay đổi cái cách học, cái cách làm và đã tham gia vào những cái nỗ lực ủng hộ, những cái nỗ lực đấu tranh để sinh hoạt cộng đồng. Và thưa quý vị, trong hơn 30 năm qua, tôi không dám nói rằng tôi là người thanh niên duy nhất trong cộng, là vì tôi tin tưởng rằng những người đang ngồi trong hội trường này, ít nhiều quý vị đã cùng đồng bào ở hải ngoại, chúng ta dồn nhiều nỗ lực với hy vọng là chúng ta chấm dứt được cái chế độ độc tài tàn bạo của nhân đạo tại Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị. Hồi nãy nhà thơ, nhà văn Trần Phong Vũ có nhắc tới cái sự can cường, cái sự can đảm của thí sinh Nguyễn Chí Thiện. Tôi xin phép được bắt trước nhà văn Trần Phong Vũ mà tôi được gọi là ông anh một cái kính trọng. Thí sinh Nguyễn Chí Thiện đó, ông còn can đảm được ở đây nè. Trong lúc cả nước đang tôn sùng Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, và Hồ Chí Minh cũng nhận đương sự là cha già dân tộc mới là đã chứ. Cho nên chí sĩ Nguyễn Chí Thiện mới ám chỉ này. Ông muốn nói là khi mà bọn tay chân nó tôn Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, chúng nó muốn nói Hồ Chí Minh là một tên khốn nạn loạn luân. Và ông mắng thế này, ông nói là mi ngu si, mi chẳng biết gì, cha mẹ mi là dân tộc Việt, anh chị mi là dân tộc Việt, mi ngủ với ai mà cha già của họ hỡi hồ đi. Quý vị tưởng tượng một con người như vậy mà ở tù không lâu mới là lạ chứ. Mà chưa hết, trong khi hình ảnh Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng là một hình ảnh đó là yêu thương di đồng tốt với mọi người, thì thi sĩ Nguyễn Chí Thiện của chúng ta đã có một bài thơ mà tôi đã dùng cái bài thơ đó nhiều lần tôi đọc cho các du sinh ở Việt Nam sang đây, họ còn nói tốt về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không cãi với các bạn trẻ đó, tôi chỉ đọc bốn câu thơ đó nè để chú đọc cho các em nghe bài thơ của một người bị Việt Cộng giam cầm 27 năm trong nhà tù. Bài thơ đó là Bác Hồ rồi lại Bác Tôn, cả hai thích ôm hôn di động, nước da hai bác màu hồng, nước da các cháu di động màu xanh, giữa hai cái mặt bành bành những khăn hoàng đỏ bay quanh cổ cò. Thúy Lì, tôi đọc xong một cái là mấy bạn kia ngồi ngẩn người ra được, và tôi mới tiếp tục trình bày cho họ về cái sự tàn bạo vô nhân đạo và cái sự giả dối, cái sự đạo đức giả của Hồ Chí Minh và những tên trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay mà tôi gọi là Đảng Cướp Việt Cộng. Thúy Lì, thí sĩ Nguyễn Chí Thiện đã có diễn tả một bài thơ đôi lúc nó bị kẻ thù nó hành hạ, nhưng mà ông thấy im lặng là vì lòng ông tự nhủ. Ông nói lòng ông tự nhủ, có ai đi rừng gặp loài giả thú lại mở mồm xin chúng nó thương tha. Nói như vậy để tôi xin được nói một điều, hiện nay tại Việt Nam chúng ta trách tại sao có những người lãnh đạo các tôn giáo mà hèn. Tôi không nói nha, có nhiều người nói họ hèn, tôi nói quý vị muốn nói họ hèn hay là đồng bào chúng ta trong nước hèn thì đó là chuyện của quý vị. Nhưng tôi nhận xét như thế này, Cộng sản Việt Nam nó là một tập hợp của bọn côn đồ, nó đàn áp, nó giết chóc người dân, nó cào mồ cuốc mã người chết, và nó đàn áp một cách thô bạo những người còn sống. Cho nên ngay cả những người ngày xưa từng chống chính quyền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, chống một mất một còn mà ngày nay vẫn phải ngang chúng nó. Lý do là vì chúng nó tàn bạo, chúng nó là không còn là con người, mà chúng nó là một loài giả thú trên trần gian này, thưa quý vị.
Nếu ai nói rằng giáo sĩ Hồ Đức Bình thích chửi Việt Cộng, tôi nhận là vì tôi mới chửi, mà tôi nói được cái tội ác của Việt Cộng giống như thi sĩ của chiếc điện hay là những nhà đấu tranh ở trong nước họ tố cáo tội ác Việt Cộng. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã cho chúng ta thấy cái sự tàn bạo của Việt Cộng, cho nên ngày nay ban tổ chức ở đây nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện và ban tổ chức mới tổ chức một cái buổi giống như là ủng hộ tinh thần thi sĩ Nguyễn Chí Thiện lần thứ 6 kỷ niệm ông đã qua đời, và kêu gọi mọi người là chúng ta cùng đồng hành với đồng bào ở trong nước để sớm chấm dứt cái chế độ đó. Đây không phải là chuyện dễ làm, đây là cái chuyện một cái cuộc đấu tranh đã kéo dài 43 năm kể từ mốc điểm 30 tháng 4 khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt chủ nghĩa Cộng sản lên toàn bộ đất nước của chúng ta. Nhiều nỗ lực tìm đủ mọi cách nhưng chưa thành công. Nhưng thưa quý vị, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện của chúng ta đã khiến cho chúng ta có tinh thần khi chúng ta nhớ đến thờ ông, mặc dù ngày nay ông không còn trong trần gian này. Và những anh chị em ở trong nhóm tinh thần Nguyễn Chí Thiện làm cái công việc này, đây là một công việc tiếp nối tinh thần thi sĩ hay chiến sĩ Võ Đại Tôn, và tiếp nối những cái gì mà tiền nhân của chúng ta đã đổ máu xương để tạo được một cái dải giang sơn giống gốc mà ngày nay chúng ta gọi là đất nước Việt Nam. Ngày nay điều này tôi không muốn nhắc chút nào cả, nhưng mà tại vì mỗi lần nhắc lòng tôi xúc động lắm. Quý vị có thể tưởng tượng một dân tộc có 4.000 năm văn hiến mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó bán đất, nó nhượng biển cho bọn Tàu Cộng. Ngày nay ở Việt Nam những người phụ nữ mạnh khảnh, nhân phẩm của họ bị chà đạp. Quý vị tưởng tượng một người phụ nữ mạnh khảnh vì nghèo, vì muốn cứu vãn kinh tế gia đình, họ đã phải lõa lồ, họ phải trần truồng để cho người ngoại quốc ngắm nhìn trên thân xác của họ, hầu có thể mua về để làm nô lệ tình dục cho cả nhà của họ. Thì thử hỏi cái Đảng Cộng sản Việt Nam có phải là cái đảng mà chúng ta cần có nhiều lao lực để chấm dứt cái đảng đó hay không, thưa quý vị? Hỏi và không có trả lời. Chúng ta chưa chấm dứt được không có nghĩa là chúng ta không đoàn kết, nhưng vì chúng nó quá gian ác, và cũng vì chúng ta chưa đủ mạnh từ trong nước ra hải ngoại. Nhưng thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam có nhiều nỗ lực để ly gián chúng ta. Tôi Nguyễn Đức Bình xin lặp lại, Cộng sản Việt Nam có vô cùng những cánh tay nối dài của bọn chúng ta hải ngoại thì ly gián chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta đều trở thành nạn nhân của bọn chúng. Chúng ta sẵn sàng chia rẽ với những cái nhóm nào, những cái cá nhân nào, những cái tập hợp nào mà chúng ta có bằng chứng là họ đang làm lợi cho Việt Cộng. Tại sao như vậy? Tại sao kêu gọi đoàn kết mà tôi lại nói chia rẽ? Chúng ta chỉ đoàn kết với những cá nhân nào, tổ chức nào, tập hợp nào mà chúng ta thấy rằng việc làm của họ đang đẩy Việt Cộng ở cái thế lùi, và chúng ta sẽ dứt điểm chúng nó một ngày đẹp trời nào đó. Thưa quý vị, tại sao chúng ta cần phải biết chia rẽ và cần phải biết đoàn kết? Tôi xin nhắc một cái chi tiết quan trọng. Vì tôi là giáo sĩ Tinh Lành, mục sư E.W. Tozer là một nhà truyền giáo trứ danh của Hoa Kỳ đã nói như thế này: thiên đàng và địa ngục không thể có một cuộc phân phối. Cùng một ý niệm đó, giữa gian ác và tử tế hiền lương sẽ không có cái chuyện là hòa hợp, hòa giải gì đó, mà phải một mất không còn mà thôi. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn, chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta muốn sống thì phải đủ mọi cách lôi đầu cái đảng nó xuống. Bằng cách nào thì tôi chưa biết, vì tôi không phải là một chính trị gia, tôi không phải là một người lãnh đạo của tổ chức chính trị, tôi chỉ là một người giảng về sự cứu rỗi của Chúa. Và tôi biết rằng
Kinh Thánh trong sách chót của Khải Huyền. Xin phép được nói cùng anh em thì Chúa giáo: dối trá và hèn nhát sẽ không bao giờ được vào thiên đàng mà xuống địa ngục. Nếu ai nói rằng chúng ta cần phải tử tế, cần phải cầu nguyện cho đảng cướp Việt Cộng, thì xin thưa quý vị đã lầm. Là vì trong Kinh Thánh đã có khuyến cáo rằng chúng ta phải mở miệng chúng ta ra. Kinh Thánh chép như thế này: hãy mở miệng con để nói lên thay cho những người thấp cổ bé miệng. Trong sách Châm Ngôn đoạn 34 câu 8 chép như vậy. Chẳng những vậy, Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng: cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm là phạm tội. Châm Ngôn người Anh cũng nói giống như vậy: làm thinh trước điều quấy là đồng lõa với điều đó. Chúng ta biết Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang cướp của giết người, nó tàn phá đất nước, mà nhiều người, xin lỗi, có những người trong chúng ta nhận mình là Phật tử, nhận mình có bi trí dũng của nhà Phật, nhận mình là con cái tôi tới Chúa, mà lại bảo người khác phải nhịn cái đảng cướp đó là mới lạ chứ. Đáng lẽ chúng ta phải kêu gọi nhau chấm dứt cái chế độ đó càng sớm càng tốt. Chúa đi nhắc lại. Có người đã khuyên tôi đó là ông là giáo sĩ thì ông phải lo giảng được sự cứu rỗi của Chúa chứ. Tối ngày ông đi ông chửi được cộng mà tôi nói không, tôi có chửi được cộng, tôi chỉ tố cáo tội ác của chúng nó thôi. Và họ nói với tôi là tôi sẽ cầu nguyện cho mục sư, tôi sẽ cầu nguyện cho giáo sĩ về lo việc đạo, đừng có đi chống cộng nữa. Tôi đã nói thế này và tôi không ngại mít lòng. Huỳnh Quốc Bình chỉ sợ mình nói bậy chứ không sợ mít lòng, cho nên tôi đã nói rằng, tôi nói quý vị mà có cầu nguyện gãy lưỡi, Chúa cũng sẽ không bao giờ nhậm lời cầu xin của những người như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là những vị đang theo dõi cái chương trình này qua cái phần mà livestream mà chị Tâm An đang thực hiện, là ban tổ chức đang thực hiện đó, tôi xin thưa các bạn rằng đất nước Việt Nam hiện nay nó là cái thùng rác của thế giới. Nó là thùng rác của thế giới. Đồng bào chúng ta chết lần mòn bởi những cái chất độc mà bọn Việt Cộng nó để cho Tàu Cộng nó thả cho đất nước của chúng ta. Đất biển của cha ông chúng ta chúng nó bán dần và chúng đã sao tháo chạy. Điều đó có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ sụp đổ, mà chúng ta có thể thấy được trong một thời gian không xa lắm. Nhưng nó sụp, nó vơ vét của cải nó chạy, đồng bào chúng ta ở lại sẽ lãnh đủ cho cái đó. Cho nên chúng ta phải chấm dứt cái chế độ đó trước khi cái đám lãnh đạo nó tháo chạy, thưa quý vị. Bữa nay là cái hôm chúng ta nói về chiến sĩ của chiến điện, cho nên quý vị sẽ nghe bốn câu thơ này mà tôi nghĩ rằng để chúng ta đừng có trách nhau nữa. Nếu người nào mà thấy mình chưa có những cái nỗ lực đủ để đóng góp trong cuộc đấu tranh thì chúng ta cố gắng nói cái gì cũng được, làm cái gì cũng được, nhưng đừng nói hay đừng làm có hại cho cuộc đấu tranh. Cái sự Nguyễn Chí Thiện trong cái bài thơ Vì Ấu Trĩ, bài thơ nó dài, tôi đủ không sót một câu, mình xin đọc bốn câu. Cái sự Nguyễn Chí Thiện là bốn câu đó là gì? Lỗi lầm tại ai, xét ra tất cả, mấy ai người đem hết tâm can, trước quân thù hung hiểm gian ngoan, biết bao kẻ mơ hồ mong hưởng lạc. Làm sao người Việt Nam nhận mình là một người tị nạn Việt Cộng ra tới hải ngoại, chúng ta ăn nên làm ra, lầm nào mà chúng ta trở về Việt Nam mang đô la về để tiết máu cho bọn Việt Cộng, nỡ lòng nào mà chúng ta về Việt Nam bỏ ra 50 đô la để chúng ta hưởng cho thân xác tiêu tụy của những người phụ nữ Việt Nam. Chắc chắn là quý vị không vỗ tay cho những người về Việt Nam làm chuyện đó, nhưng vì quý vị ủng hộ cái câu nói của tôi cảm ơn quý vị. Nỡ lòng nào mà chúng ta nói chúng ta không làm chính trị, khi giặc tới đó
chúng ta dẫn vợ con bầu đoàn thế tử lên máy bay xuống tàu chạy đến Nam Kỳ Cộng. Tôi nói cái điều này không phải là hoàn toàn có trách những người chạy năm 75. Cái điều tôi muốn nói là ở Việt Nam có những người trước 30 tháng 4 75 vỗ ngực nói rằng tôi người tin lành không làm chính trị, tôi là người công giáo tôi không làm chính trị, tôi là Phật tử tôi không làm chính trị, nhưng khi ra đến hải ngoại lại tiếp tục nói rằng tôi là người có đạo cho nên tôi không thích dính dấp đến chính trị. Chúng ta để mặc cho đồng bào chúng ta bị người ngoại quốc họ xem thường, bọn Việt Cộng nó hèn và chúng ta không thể nào giống chúng nó. Việt Cộng nó là một cái tập hợp được chui rèn bởi sự gian manh và tráo trở, cho nên muốn thắng cái đảng cướp Việt Cộng chúng ta phải khôn hơn cái gian manh của bọn chúng, chứ không thể chúng ta có những cái bánh khóe để chúng ta thắng chúng nó. Chúng ta thắng trong chính nghĩa và dứt khoát chúng ta sẽ thắng được chế độ đó. Tôi không phải là một người lạc quan tiếu, nhưng tôi nói từ tấm lòng của tôi, tôi nói từ tấm lòng mà quý vị đã thể hiện mà tôi đã thấy, ít nhất là những người đang ngồi trong hội trường này buổi chiều hôm nay, hay buổi trưa hôm nay, quý vị hôm nay là ngày Chủ nhật, cái ngày đẹp trời, ở ngoài có nhiều cái cớ để cho quý vị ở nhà lắm. Quý vị có thể mua tập thơ về đọc mà không cần tới nghe ông Trần Phan Vũ hay là Bùi Quốc Bình hay là cô Bích Trâm hay là ông Đại đồ những người ở đây nói về cái sự có chữ thiện. Nhưng tại sao quý vị tới đây? Là vì quý vị ủng hộ tinh thần đấu tranh của mình chữ thiện, ủng hộ tinh thần đấu tranh của những người bạn trẻ hồi nãy họ đứng đây họ hát cho chúng ta nghe, ủng hộ tinh thần của những người đã chết vì công cuộc đấu tranh, ủng hộ tinh thần của những người đang quằn quại trong nhà tù ở Việt Nam ngày hôm nay mà chúng ta có thể không biết họ là ai. Thưa quý vị, đó là người Việt Nam thật sự. Quý vị nhớ trong Bình Ngô Đại Cáo đó, Nguyễn Trãi đó, mấy câu quý vị nhớ mà, đó là đất nước Việt Nam từ trước vốn sinh văn hiến đã lâu, quý vị nhớ không? Dẫu cường nhược có khác nhau, sông hào kiệt thời nào cũng có. Ở đâu tôi cũng tin rằng nó cũng có chất thơ của Nguyễn Chí Thiện. Ở đâu chúng ta cũng thấy có những anh hùng giống như những tướng lãnh của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa thà chết chứ không có hèn có giặc. Và chúng ta dù chúng ta hải ngoại, cuộc chiến 30 tháng 4 75 đã qua, nhưng những người chiến sĩ của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa chắc ít nhiều cũng còn sống và đang ngồi trong hội trường này. Tôi Bùi Đức Bình của người trẻ hơn xin được ngưỡng mộ, bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ với quý vị và bất cứ những kẻ nào mà xem thường những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Những kẻ đó là những kẻ vô ơn, những kẻ đó đáng bị lên án, những kẻ đó là những người, những kẻ ăn cháo đái bát, những kẻ đó là những kẻ nói những điều có lợi cho chế độ Việt Cộng, chứ không phải là chúng ta phê bình trong cái tinh thần của người quốc gia. Nếu chúng ta nhận chúng ta là người quốc gia, chúng ta có thể phê bình anh em mình, nhưng phê bình trong vị trí của người quốc gia. Chúng ta không thể nào nhận mình là người quốc gia mà phê bình anh em mình hay là lên án anh em mình trong vị trí của cái đảng cướp Việt Cộng. Cũng cùng một cái suy nghĩ đó, nếu chúng ta là người tị nạn Việt Cộng, hiện nay chúng ta có quốc tịch tại Hoa Kỳ này, thì chúng ta nên nhớ rằng nếu chúng ta không ủng hộ, không bảo vệ cái đất nước này, nếu kẻ thù của nước Mỹ mà chiếm được cái đất nước này, điều này khó xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra thì thưa quý vị và tôi không còn con đường nào khác để chạy nếu chúng ta còn sống. Tôi nhìn đồng hồ thì tôi thấy là 19 phút mấy, nhưng mà hồi nãy dường như là nhà băng Trần Văn Vũ có nói là 5 phút, không biết là băng tổ chức có cho ai không, nhưng mà tôi xin phép nói một phút nữa là tôi chấm dứt ở đây. Tôi có chuẩn bị cái bài nói chuyện cho nó lớp lan, nhưng vì thấy ông anh ngoài 80 tuổi mà ông ứng khẩu ông nói, mà ông nói sao hay quá, mà bây giờ mình lấy ra mình nói thì nó cũng được, cho nên bắt trước ông anh và chúng tôi không có nói trong cái phần mình chuẩn bị, chúng tôi chỉ nói những cái điều mình nhớ, thì nếu có điều gì sai sót xin quý vị thông cảm cho. Thưa quý vị, trước khi tôi chấm dứt cái phần trình bày của tôi buổi trưa hôm nay cùng quý vị ở đây, cho tôi gửi một lời cảm ơn chân thành đến những ai đang ngồi trong hội trường này, đang đến đây để lắng nghe những lời ca tiếng hát
của các bạn trẻ cũng như những ca sĩ ở trong, những anh chị em ở trong đoàn vũ ca và những diễn giả trước tôi, những người trình bày, những người đọc bài thơ. Và chúng ta là người quốc gia, chúng ta quyết tâm, chúng ta đoàn kết, không phải đoàn kết bằng cái miệng mà chúng ta đoàn kết bằng những việc làm cụ thể. Lần nữa, chúng ta sẵn sàng chia rẽ đối với những thành phần nào phá hoại cộng đồng chúng ta, đối với những kẻ nào làm nhục chí đấu tranh của người khác, đối với những kẻ nào làm lu mờ chính nghĩa đấu tranh và có những lời lẽ kêu gọi hòa hợp, hòa giải với đảng cướp Việt Cộng hiện nay. Xin cảm ơn và xin kính chào sự lắng nghe của quý vị. Xin cảm ơn giáo sư Hoàng Quốc Hùng.